Thế vậy phần tiếp theo của bài đầu tiên này, chúng ta sẽ làm quen với ngôn ngữ SQL, là một ngôn ngữ được sử dụng để khai thác dữ liệu, làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Thế thì vào những năm tháng 6 năm 1970 thì một cái tạp chí ha, một cái tạp chí về về lĩnh vực cơ sở dữ liệu có tên là ACM công bố một cái bài viết của tiến sĩ Cole. Thì trong bài viết này, tiến sĩ Cole đưa ra một công bố một cái mô hình tạm dịch là mô hình quan hệ cho dữ liệu dùng trong các cái ngân hàng dữ liệu chia sẻ với khối lượng lớn. Ở đây thì mình hiểu cái từ mà ngân hàng dữ liệu, tức là người ta ám chỉ những hệ thống có chứa cái lượng dữ liệu lớn ha, để cho phép các cái dịch vụ ha, hay là các cái tài nguyên khác truy xuất và khai thác từ nó, thì nó xem như là một cái ngân hàng dữ liệu. Thực ra thì cái khái niệm thời đó người ta chưa có một cái thuật ngữ mà bây giờ nếu như mình tìm hiểu thì biết bây giờ có một thuật ngữ là big data. Cái khái niệm big data với ngân hàng dữ liệu nó là hai khái niệm khác nhau ha. Thế thì đối với những cái nguồn dữ liệu có khối lượng lớn thì cái bài báo này đưa ra cái đề cập đến một cái mô hình để cho phép gọi là mô hình quan hệ ha, mô hình quan hệ đối với cái dữ liệu trong những hệ thống có như vậy. Và cái mô hình này của tiến sĩ Cole được đông đảo cái giới chuyên gia người ta ủng hộ ha, và sau đó mô hình này được ứng dụng cho rất nhiều các cái mục tiêu về lưu trữ cơ sở dữ liệu đó. Thế thì và đến nó được xem như là một cái tiêu chuẩn ha, một cái tiêu chuẩn cho các cái hệ thống về quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ. Cũng cái khoảng thời gian đó thì một nhóm chuyên gia thuộc cái trung tâm nghiên cứu của IBM tại tại San Jose phát triển một cái hệ thống lấy tên là hệ thống R. Và cái hệ thống của cái nhóm chuyên gia thuộc IBM này lấy tên dựa trên cái mô hình của cái tiến sĩ Cole thông qua cái bài báo trên tạp chí ACM. Thì họ định nghĩa ra một cái ngôn ngữ để khai thác dữ liệu trên cái mô hình đó. Người ta lấy tên là Structured English Query Language, thì tạm dịch là cái ngôn ngữ dùng để truy vấn dữ liệu có cấu trúc mà sử dụng tiếng Anh, tức là các cái từ khóa để dùng trong các cú pháp lệnh của cái ngôn ngữ này thì dùng tiếng Anh, lấy tiếng Anh làm tiêu chuẩn. Và lúc đó thì người ta viết tắt của cái cụm 4 từ là Structured English Query Language, người ta viết tắt là SQL. Và thường thì đọc là SQL ha. Thế nhưng mà sau đó thì do nó đụng chạm các cái vấn đề bản quyền, tức là có trong cái hiệp hội những cái nước ha, người ta theo những cái tiêu chuẩn chung về thương mại thì người ta thống nhất với nhau là có một cái công ty ha, hay một tổ chức nào đã sử dụng đăng ký một cái tên gọi nào đó rồi thì những cái tổ chức phía sau sẽ không được phép đăng ký chủng, bởi vì như thế là vi phạm về bản quyền, đúng không? Thế cho nên là và ở Anh đến thời điểm trước đó thì đã có một cái hãng máy bay, người ta lấy cái cụm từ SQL này để đặt tên cho cái thương hiệu của họ. Chính vì thế mà cái cụm từ này sau đó để tránh bị xung đột về vấn đề bản quyền mà người ta đổi tên nó, lấy tên là SQL nào, rút gọn lại thành SQL chứ không dùng cái từ SQL ban đầu nữa. Đó. Thế thì mặc dù là SQL được
bị ảnh hưởng bởi cái công trình của cái tiến sĩ Khâu ha. Thế nhưng mà lại được thiết kế bởi hai cái người là Chamberlain và Boy. Đó. Thế thì cái theo như cái lịch sử ấy, thì phiên vậy thì ngôn ngữ SQL này có bao nhiêu phiên bản? Thì cái phiên được xem là thế hệ đầu tiên, nhưng người ta không gọi là phiên bản một, người ta thường gọi với cái cụm từ là SQL 86 hay là SQL 87 ấy. Tại vì năm 86 thì SQL được công nhận là một cái tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn của ANSI, và cho đến năm 87 thì nó được công nhận là được công nhận theo cái tiêu chuẩn của ISO, được ISO công nhận. Thì các bạn biết rằng ISO là một cái chuẩn về quản lý mà anh xây dựng cái hệ thống cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ nó phù hợp, nó phải đạt ISO thì nó mới được sử dụng trong cái lĩnh vực mà phát triển phần mềm ha, liên quan đến các cái vấn đề liên quan đến quản lý đó. Đó. Thì chính vì thế mà nó lấy cái mốc hoặc là SQL 86 hoặc là SQL 87 để đánh giá, được xem như là cái tên gọi cho cái thế hệ SQL, cái ngôn ngữ này ở giai đoạn đầu tiên. Đó. Và cho đến năm 1992 thì có những cái thay đổi lớn ha, khác biệt so với cái thế hệ ban đầu. Thì người ta lấy, lúc đấy người ta lấy tên là SQL 2, và cho đến năm 1999 thì nó, cái thế hệ SQL thứ 3 nó ra đời, chính thức được ra đời ha. Thế thì cái tập lệnh của SQL cũng có khá nhiều ha. Thì người ta chia cái tập lệnh này ra làm 4 nhóm. Nó gọi là cái nhóm lệnh thứ nhất là những cái lệnh mà chuyên dùng cho cái mục tiêu định nghĩa dữ liệu. Tức là anh muốn xây dựng một cơ sở dữ liệu, anh phải có một cái lệnh để thực hiện cho hệ thống nó biết tạo ra một cái cơ sở dữ liệu. Thì cái lệnh đấy nó thuộc cái nhóm thứ nhất. Hoặc là trong cơ sở dữ liệu anh có nhiều thành phần, table rồi view rồi trigger rồi vân vân. Thế thì anh muốn tạo ra một cái table để lưu trữ dữ liệu, tạo ra đối tượng lưu trữ dữ liệu ha, hay là mình nói là định nghĩa ra một cái cấu trúc. Tại vì table có các trường thông tin, mỗi trường tức là một cột đấy ha, một column, mỗi field, mỗi column, mỗi field có thể có lưu một cái loại dữ liệu khác nhau. Tức là anh xây dựng một cái đối tượng có thể lưu trữ dữ liệu theo những cái cấu trúc ha. Nó chính là một cái thì cái đối tượng cấu trúc table được xem như là cấu trúc dữ liệu phức tạp, đúng không? Đó. Thì định nghĩa cái table thì nó cũng có phải có một cái nó cái lệnh để định nghĩa table cũng chính là cái nhóm lệnh thứ nhất. Cái nhóm lệnh này có tên là DDL tức là Data Definition Language. Đó. Thế thì ở đây người ta định nghĩa là những cái lệnh DDL nó thường được dùng để định nghĩa ra các cấu trúc dữ liệu lưu trữ trong database. Cấu trúc dữ liệu lưu trữ trong database chính là các cái table ha, đang là table. Rồi những cái lệnh DDL này thì nó cho phép, mục đích của chính của nó là cho phép tạo ha, rồi chỉnh sửa hay là loại bỏ, xóa bỏ những cái đối tượng nằm ở bên trong cơ sở dữ liệu. Đó. Thế thì khi anh có cái đối tượng được lưu trữ rồi thì anh cần phải thao tác lên những dữ liệu được lưu trữ trên những cái đối tượng lưu trữ đó. Ví dụ như là anh nhập thêm dữ liệu vào, tức là anh đưa dữ liệu vào để lưu trữ, chính là lệnh tạo mới. Hay là anh muốn sửa chữa những dữ liệu đã lưu trữ, hay là anh muốn xóa những dữ liệu đã lưu trữ trong cái cấu trúc dữ liệu đó. Thì trong trường hợp như thế thì những lệnh cho phép thao tác lên dữ liệu nó gọi là cái nhóm lệnh là DML viết tắt của cái cụm từ là Data Manipulation Language. Đó. Thế thì nhóm lệnh thứ hai là nó gọi là DML. Và cái nhóm lệnh này nó nổi tiếng với bốn phép toán cơ bản, đấy chính là C, R, U, D. Đây chữ C, bốn phép toán tiêu biểu đấy ha. C tức là nó được viết tắt của cái từ create tức là anh nhập dữ liệu vào. Trong trường hợp này create nó mang ý nghĩa là nhập dữ liệu vào. Thì sau này biết cái lệnh thuộc cái phục vụ cho cái mục đích mà đưa dữ liệu vào trong database ấy, nó chính là insert into. Đó. Cái từ R là viết tắt của cái cụm từ là retrieve tức là anh nhận về. Tức anh tác động đến cơ sở dữ liệu thì anh cần nhận về các cái thông tin hay cái kết quả mong muốn. Thì ngày xưa người ta dùng cái thuật ngữ là retrieve.
Thế nhưng mà sau này thì có nhiều người gọi error, nói là error chính là read ha. Thực ra read nó không đầy đủ nghĩa bằng, nó cái ý nghĩa nó không sâu xa bằng chữ retrieve, nhưng mà cũng được công nhận như là cái từ viết tắt, và nó công nhận để, và nó phổ biến ha. Cho nên bây giờ nếu các bạn đi tìm mà Google mà CRUD thì hầu như trên cái kết quả tìm kiếm trên mạng người ta đều nói rằng là create, C là create mà R chính là read chứ không phải là retrieve. À, nhưng mà cái gốc ban đầu của nhiều năm trước đây thì người ta định nghĩa cái phép toán R tức là nhận về thì nó dùng từ retrieve mới là đúng ha. Nhưng bây giờ thì xem như retrieve hoặc read đều chấp nhận được ha, đều được xem là cái viết tắt của cái phép toán này. Các cái phép tắt toán, các cái mục tiêu của phép toán còn lại ấy, là U tức là update đúng không? Update hoặc là modify. Còn D tức là delete hoặc là destroy đối với data, đối với dữ liệu. Đó. Thì các bạn nhớ nhá, bốn phép toán tiêu biểu cho cái các cái thao tác trên dữ liệu chính là C, R, U, D. Đó. Cái nhóm lệnh thứ ba thì nhóm lệnh thứ ba là nhóm lệnh mà cho phép điều khiển dữ liệu, nó gọi là data control language. Data control language thì điều khiển các cái ví dụ như là khi mà anh tương tác với dữ liệu, với cơ sở dữ liệu thì anh cần phải được cấp quyền ha, anh cần phải bảo vệ. Tại vì trong một cơ sở dữ liệu có thể trên trong một hệ thống cơ sở dữ liệu ấy, thì để tránh lãng phí ấy, thường nó sẽ cho phép tạo ra nhiều cơ sở dữ liệu chứa bên trong nó. Thế thì nếu như mình vô được cơ sở dữ liệu mà muốn tác động đến vô được một cái hệ thống DBMS ấy ha, một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà cơ sở dữ liệu nào cũng tác động vào được thì nó rất là nguy hiểm. Trên thường là khi mà vô được tương tác với một hệ thống như thế thì người ta sẽ cấp ra những cái nó gọi là login user, hay là thuật ngữ bên ngoài mà phổ biến hơn mình hay gọi nó gọi là account, tức là các cái tài khoản ha, hoặc là username, là tức anh lại phải thông qua những username, thông qua những cái login name các anh kết nối vào. Và khi kết nối như thế, cái việc điều khiển là nó cho phép là cái người dùng đó, cái username đó làm việc được với database nào và không được phép làm việc với những database nào, ví dụ vậy đó. Thì cái việc mà cái hành những lệnh mà cho phép cấp quyền hay là hủy quyền ha, tức nó gọi là những cái lệnh grant với deny ha, thì nó được dùng là cái nhóm lệnh điều khiển cái việc truy cập dữ liệu. Người ta nói là thường được dùng để điều khiển cái việc mà truy cập đến dữ liệu được lưu trữ trong database, thì nó gọi là lệnh DCL. Cái nhóm lệnh thứ tư ấy, là nó gọi là TCL, tức là Transaction Control Language, tức là những cái nhóm lệnh nó gồm có những lệnh nó dùng nó hỗ trợ cho việc kiểm soát các cái giao dịch, tức là mỗi một cái tương tác từ bên ngoài hệ thống vào cơ sở dữ liệu cho mục đích insert cũng được là xem là một giao dịch, hay là anh tương tác vào trong hệ thống anh đọc thông tin, đấy chính là một giao dịch giữa chủ thể là cái người truy cập từ bên ngoài với cái hệ thống cơ sở dữ liệu của mình đó. Thế thì thường thì các cái lệnh mà kiểm soát cái giao dịch trên cơ sở dữ liệu là cái nhóm lệnh mà TCL ấy, thường thì nó có đối với những cái ngôn ngữ được phát triển từ ngôn ngữ SQL gốc. À, ví dụ như là ngôn ngữ T-SQL do Microsoft nó định nghĩa để khai thác các cái cơ sở dữ liệu thuộc cái có trong các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu là SQL Server. À. Như vậy thì ở đây có một cái, như vậy là khái niệm về tiếp theo đây chúng ta sẽ làm quen với một khái niệm nữa, nó gọi là khái niệm về DBMS. DBMS là viết tắt của từ Database Management System, tức là hệ thống quản lý ha, quản lý cơ sở dữ liệu. Và thường thì người ta hay dịch ra cái cụm từ Database Management System ấy, là cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu, là tên của môn học này của mình đó. Thế thì vậy thì cái DBMS là cái gì? DBMS thực ra nó cũng chính là một cái dạng phần mềm, dạng phần mềm đặc biệt, nhưng không có ai gọi nó là phần mềm cả, mặc dù nó chính là phần mềm đúng không? Rất là xung đột đúng không? Người ta hay dùng cái thuật ngữ với những cái phần mềm thuộc dạng như vậy, nó gọi là
hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Đó. Thế thì những cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu ấy, nó thực cho phép các cái hành động, ha, cho phép cái người dùng hay là phần mềm, tức là có những phần mềm mà cần phải lưu trữ mà sử dụng cái cơ sở dữ liệu lưu thuộc cái hệ thống của hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì nó tác động vào, ha, thì cho phép người dùng hay hệ quản trị các cái phần mềm khác có thể kết nối vào để tạo mới, để thực hiện tạo mới dữ liệu, tạo mới thành phần, ha, lưu trữ, tìm kiếm, chỉnh sửa, đúng không ạ? Hay là xóa bỏ, cũng như là phân tích dữ liệu có trên cái hệ thống đó. Đó thì đấy, thường những DBMS nó cung cấp những cái đặc điểm như vậy. Và thông thường thì một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó sẽ tự động giúp cái người dùng ấy kiểm soát thông tin lưu của trong các cái database và duy trì các cái cơ sở dữ liệu. Thì thường nó bao gồm hai phần, một phần nó gọi là query processor, query processor, và thứ hai nữa là nó gọi query processor tức là cái bộ mà truy vấn thông tin, và thứ hai nó là cái bộ mà quản lý dữ liệu tức là data management. Nó gồm hai cái, thông thường là gồm hai cái phần như vậy, hai phần chính, ha. Thế thì nhiệm vụ chính của cái DBMS thì nó có ba nhiệm vụ chính, thông thường là ba nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ thứ nhất ấy, là cung cấp cái môi trường để cho phép tạo cũng như là định nghĩa đối với cái cơ sở dữ liệu. Thì thường thường cái mục tiêu này nó để đáp ứng mục tiêu này, người ta xây dựng cái tập lệnh có liên quan đến định nghĩa dữ liệu, lúc nãy mình nói là DLL, ha, DDL. Vấn đề thứ hai nữa là nó cung cấp các tính năng để cho phép cập nhật và khai thác dữ liệu trên những cơ sở dữ liệu mà lưu trữ bên trong nó. Thì cái này thường thường là chính là nó đáp ứng cho cái mục tiêu đấy, thì người ta xây dựng cái nhóm lệnh đáp ứng tương ứng với cái nhóm lệnh là DML, Data Manipulation Language. Và cái mục tiêu thứ, nhiệm vụ thứ ba là cho phép kiểm soát và điều khiển truy cập. Thì cái này nó chính là cái nhóm DCL, đúng không? Tức là Data Control Language. Đó. Thế thì các bạn thấy rằng cái mô hình, về cái mô hình, cái biểu đồ mô hình của một cơ sở hệ quản trị cơ sở dữ liệu người ta biểu diễn theo cái hình vẽ, thì mình thấy này, cái phần bên trên này là các cái kết nối từ bên ngoài vào. Cái kết nối đấy có thể đến từ một người dùng, tức là mình là nhà quản trị cơ sở dữ liệu, mình kết nối vào để mình khai thác, để đọc, để xử lý dữ liệu. Đấy chính là user, người ta hay gọi nó là end user. Đó. Cái đối với tình huống thứ hai ấy, là cái một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác, tức là hệ quản trị cơ sở dữ liệu không những là cho người dùng sử dụng mà nó còn cho phép một cái hệ quản trị dữ liệu khác kết nối vào để lấy thông tin, để tương tác với chính cái hệ thống của nó, đúng không? Thì mình thấy đây nó cái DBMS đó, hoặc là các bạn viết phần mềm, đúng không? Thì cái phần mềm đấy sẽ kết nối vào. Phần mềm này có thể là gì? Có thể là một cái phần mềm mà các bạn viết trên máy tính, chạy trên Windows, ha, ví dụ viết bằng WinForm đi, thì mình xây dựng cái tính năng này kết nối vào cái cơ sở dữ liệu này, kết nối vào cơ sở dữ liệu này để đọc dữ liệu ra. Hoặc ví dụ các bạn xây dựng một cái ứng dụng mà bán hàng trực tuyến ấy, ha, ví dụ mà mấy cái phần mềm bán hàng trực tuyến chạy trên web như là Lazada hay là Tiki hay là Amazon hay là Sendor, đại loại như vậy đấy, ha. Thì những phần mềm đấy người ta lập trình bằng web, nhưng mà dữ liệu nó cất trên cơ sở dữ liệu. Vậy thì cái phần mềm đấy sẽ thực hiện kết nối vào cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu để lấy thông tin. Ví dụ nó chuyển vào, tức là có dữ liệu, có người đặt hàng, thì dữ liệu đấy được ghi vào database, nó sẽ thằng này, thằng ứng dụng đấy, ha, nó gửi vào cái cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu sẽ tương tác với cái phần mà database engine để nó ghi thông tin vào. Hoặc là bên kia mà ví dụ như cái nhân viên giao hàng, người ta muốn đọc ra danh sách những cái đơn hàng mà họ sẽ cần phải ra trong sáng nay, thì cái phần mềm thông qua cái tính năng mà hiện danh sách ấy, nó gửi cái lệnh vào đây, nó truy xuất những cái thông tin là đơn hàng liên quan đến cái ông A đó, ha, được những đơn hàng mà ông A sẽ phải ra trong buổi sáng, thì lập tức nó sẽ truy xuất thông tin từ cái cơ sở dữ liệu, nó trả lên đó. Như vậy thì trên thực tế thì nó có rất nhiều các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu, có nhiều lắm các bạn. Những cái mà thầy giới thiệu trên màn hình như này để cho mình tham khảo
ha, mới là một phần rồi, thường thấy. Có những cái đã đi vào quá khứ, đi vào dĩ vãng này, ha, trong quá khứ dùng nhiều. Có những cái hiện tại dùng nhiều. Có những cái thì có tính chuyên nghiệp cao, tức là mỗi cái nó có những cái đặc thù, đặc điểm riêng. Ví dụ như là debate, ha, debate, rồi fox, accept. Đó, thì các bạn biết là accept thì trước đây Microsoft nó có tham vọng là xây dựng những cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó mang tính nghiệp dư, ha, không chuyên. Thế nhưng mà có thể giải quyết được những nhu cầu vừa và nhỏ. Đó. Thế nhưng mà đến giai đoạn này thì cái accept nó cũng không có được cũng không được phổ biến, ha. Trước đây là người ta dùng rất nhiều, thậm chí có những phần mềm viết để quản lý các cái siêu thị nhỏ, đó, nhỏ thì người ta còn viết bằng Excel để người ta quản lý hàng hóa, quản lý bán hàng hoặc nhà sách. Và sau này thì nó cũng có những cái bất cập, ha, có những cái không thuận tiện khi tương tác vào cái hệ thống, và đặc biệt là cái tính năng về năng lực về bảo mật thì nó không ổn. Cho nên là từ những năm 2000 ấy, thì cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng của Microsoft là SQL Server nó phổ biến hơn, nó phù hợp với cái nhu cầu sẽ phát triển cái ứng dụng có cái tầm vóc thuận tiện và linh hoạt hơn do rất nhiều so với Access, ha. Cho nên các bạn thấy rằng là đến giờ này thì nói đến cơ sở dữ liệu thì ở một số khu vực, ở một số thị trường thì SQL Server được xem như là rất là nổi tiếng và rất phổ biến. Nhưng mà nói như thế thì không phải là phổ biến nhất trên thế giới, bởi vì sao? Có những hệ thống nó SQL Server người ta thấy rằng nó không phù hợp. Ví dụ như là những cái hệ thống mà phân tán thì người ta lại dùng đến cơ sở dữ liệu của Oracle, ha, hay là cái hệ thống mà lớn dữ liệu lớn ấy, ha, người ta lại dùng đến DB2, hoặc như là ở những thị trường ở Mỹ ấy, PostgreSQL, nó là cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, tức là nó là cơ sở dữ liệu quan hệ nhưng mà lại còn hướng đối tượng, đúng không? Đó. Và sau này thì những năm gần đây ấy, thì cái thằng Oracle nó cũng chuyển hướng. Oracle cũng trước đây cũng là hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Thế nhưng mà một cái tiêu chí của cơ sở dữ liệu của Oracle là nó lưu trữ phân tán, ha. Lưu trữ phân tán nó khác với SQL Server, tức là lưu trữ tập trung thì lưu trữ phân tán. Nhưng mà những cái bản mà từ 12, như thầy nhớ không nhầm thì bản 12 là nó là quan hệ hướng đối tượng, quan hệ hướng đối tượng. Trong cái bài học tiếp theo ấy, ha, trong cái phần học, và như vậy là trong toàn bộ cái môn học này của mình thì cái phần mà mình sẽ chỉ làm quen, mình sẽ đi sâu vào cái việc mà biểu diễn, ha, và sử dụng các cái ngôn ngữ SQL, một cái biến thể của SQL do Microsoft nó phát triển, đấy là ngôn ngữ Transact SQL, mà thường thường thì người ta hay gọi nó với tên gọi là T, viết tắt đấy, ha, T-SQL. Đó. Thế thì ở đây T-SQL nó chính là một cái mở rộng độc quyền của cái hai cái hãng phần mềm nổi tiếng, đấy chính là hãng Sysbay và Microsoft. Microsoft thì mình biết, đúng không? Đó. Thế thì nó thấy rằng có lẽ là những hai cái ông lớn này hợp tác với nhau vào những giai đoạn và những cái năm trong quá khứ ấy, thì thấy rằng ngôn ngữ SQL được định nghĩa ra như thế, bây giờ họ muốn xây dựng một cái ngôn ngữ mới, là một cái phát triển lên từ ngôn ngữ SQL ban đầu, và nó chú trọng vào việc mà kiểm soát, điều khiển các cái giao dịch. Đó. Bởi vì người ta thấy rằng trong một cái hệ thống cơ sở dữ liệu, các cái giao dịch trên cơ sở dữ liệu xảy ra thường xuyên, và nếu như anh kiểm soát tốt, anh có thể phục hồi hay đưa về cái trạng thái trước đó, hoặc là anh hủy một cái giao dịch nào đấy, tức là một cái tương tác với cơ sở dữ liệu mà anh cho rằng bất hợp lý, ha, hay là không hợp lệ, hoặc là bị hư hại do một cái yếu tố khách quan nào đó. Cho nên có lẽ vì thế mà cái ngôn ngữ này người ta đặt tên là Transact SQL, nó tập trung vào xử lý các cái ngoài những cái vấn đề mà thông thường thì nó tập trung vào xử lý những cái giao dịch, ha, kiểm soát giao dịch cho thật tốt. Đó. Như vậy rõ ràng là nếu như mình minh họa trên cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu là SQL Server thì không thể không biết đến T-SQL, đúng không? Đó. Vậy thì SQL và T-SQL nó khác nhau ở chỗ nào?
người ta cho, người ta có ba cái điểm mà mình thấy nó khác biệt. Thứ nhất ấy, SQL là cái ngôn ngữ khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ, nó mang tính mở, đúng không? Và người ta định nghĩa ra để mà thực hiện tương tác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Còn TSQL nó là một cái phiên bản, là một cái biến thể được phát triển từ SQL lên. Đấy là sự khác biệt đầu tiên. Vấn đề thứ hai nữa ấy, là TSQL ấy thì nó, vì nó là một biến thể, người ta, cái biến thể này nó tập trung vào việc lập trình hướng thủ tục. Đó, giống như hồi xưa các bạn học về lập trình Java hay là C hay là C Sharp, đại loại như vậy. Thì người ta muốn rằng là chỉ khai thác bằng những câu lệnh SQL thì đôi khi nó không thuận tiện cho xử lý những vấn đề phức tạp, đại loại như vậy. Thế cho nên là người ta thấy rằng là vậy thì có thể xây dựng ra những cái chương trình dạng chương trình con hay hàm đấy ha, thì hay là bên trong các cái tập lệnh để thực thi giải quyết những vấn đề khó khăn hơn, thay vì những lệnh đơn lẻ ha, hay là thay vì những cái lệnh mang tính chất tuần tự, hay như là những cái lệnh mà luôn luôn thi hành trong mọi tình huống. Tại vì trên thực tế có những tình huống là khi nào thì cần thi hành, có những trường hợp không cần thì nó không thi hành, thi hành cái khác, cấu trúc dễ nhánh, đúng không? Hay là có những trường hợp là cần lặp đi lặp lại cái hành động để làm cái công việc như vậy. Thì trong trường hợp như thế thì người ta muốn phát triển lên dưới dạng viết, xây dựng hướng đến thủ tục. Đó, thế thì cái ý thứ hai ấy, là sự khác biệt, tức là thằng TSQL thì nó cho phép lập trình hướng thủ tục ha. Còn cái thằng SQL thì không có khả năng đó, không có khả năng. Và cuối cùng nữa thì khác biệt nữa là thằng TSQL nó chính là một cái sản phẩm, là cái ngôn ngữ độc quyền của hãng Microsoft với SitBay của giai đoạn trước. Bây giờ là của mình Salesforce rồi. Còn trước đây thì nó là sự là của hai thằng đấy, nó cùng có bản quyền, nó độc quyền của nó. Chứ nếu như có một ngôn ngữ khác mới mà phát triển dựa trên TSQL là phải xin phép mấy ông đấy, ông đồng ý ha, thì mới được. Còn nếu không nó là không được. Nhưng mà SQL thì là cái, nó là một cái dạng mở, open source, mã nguồn mở. Tức là người ta định nghĩa cho cộng đồng thì ai muốn phát triển tiếp thì cứ lấy ra mà phát triển, chả cần phải hỏi, chả cần phải xin ý phép. Miễn là anh vì ghi rằng anh nhớ trích dẫn, khi anh phát hành về trích dẫn là phát triển từ cái thằng đó, đúng ha? Đó. Vậy thì SQL Server là cái gì, đúng không? What is SQL Server? Thì thực ra SQL Server chỉ là một cái hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu được phát triển bởi Microsoft. Ban đầu là phát triển bởi Microsoft và cái hãng eBay. Và cái bản chất của SQL Server nó, tức là nó xây dựng lên một cái hệ thống để cho phép quản lý cơ sở dữ liệu và các cái tính năng để cho phép người dùng có thể tương tác với cơ sở dữ liệu. Thì các cái cột mốc, các cái dấu ấn liên quan đến SQL Server thì chúng ta có thể thấy trong cái bảng ở phía sau này. Cái đầu tiên là cái bản SQL Server for OS 2. OS 2 là một cái hệ điều hành này. Thì cái năm 1989 ấy, thì cái hãng ba cái hãng SitBay, Aston Tay và Microsoft kết hợp với nhau để nó xây dựng cái bản đầu tiên của SQL Server. Nó lấy tên là SQL Server for OS 2, OS 2, đúng không? Thế nhưng mà tức là cái phiên bản này lúc đấy dành riêng cho cái hệ điều hành OS 2. Rồi đến năm 1993 thì cái phiên bản SQL for Windows NT nó ra đời. Đó. Để chuyên chạy cài đặt trên các cái máy chủ Windows NT của hãng Microsoft. Và đến năm 1995 thì cái phiên bản SQL Server 6.0 nó ra đời, đánh dấu cái sự kết thúc cái quá trình hợp tác. Tức là lúc đầu các anh kết hợp với nhau để làm, cho đến lúc này không làm với nhau nữa, đúng không? Hiểu đơn giản là như vậy. Tức là không hợp tác với SitBay nữa. Đó. Và đến năm 98 thì nó là phiên bản SQL Server 7.0. Cái năm 2005 ấy thì
cái phiên bản SQL Server 2005 cũng là một cái dấu ấn rất đặc trưng, là thằng Microsoft nó loại bỏ toàn bộ những cái mã mà trước đây hợp tác cùng với Sybase để xây dựng cho cái việc xây dựng cái hệ thống SQL Server. Đó, nó tính từ 2005 trở đi, cái phiên bản 2005 thì toàn bộ mã nguồn như đấy là do độc quyền ha, và một mình Microsoft phát triển, không liên quan đến những ông hợp tác trước đây nữa. Và đến cái năm 2017 thì cũng là một cái dấu ấn mà SQL Server nó xây dựng, không những là cho phép cài đặt và chạy trên hệ điều hành Windows như trước đây, mà nó còn cho phép, nó hỗ trợ cả hệ điều hành Linux. Và đây là một cái điều rất là khác. Tức là ngày xưa cứ nói đến Microsoft mà SQL Server thì người ta nghĩ rằng là cài chạy trên Windows thôi, nhưng bắt đầu đến năm 2017 thì nó nâng cấp và nó đưa ra thay đổi này, và có thể trong tương lai thì nó sẽ nghĩ cách nó cho phép chạy trên các cái hệ điều hành khác ha, các hệ điều hành khác nữa. Cái điều này tương lai sẽ biết, đúng không? Một số các cái thành phần, tức là cái thằng SQL Server ấy, thì nó có nó xây dựng lên với 9 thành phần chính. Thì cái thành phần thứ nhất ở đây chính là Database Engine. Cái thành phần là thành phần quan trọng, tức là tất cả các hệ thống về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu ấy, thì luôn luôn phải có cái Database Engine. Database Engine chính là cái cỗ máy, cái cơ chế để cho phép lưu trữ và tương tác với cơ sở dữ liệu ha, đó, xử lý lưu trữ đó. Đây là cái thành phần quan trọng nhất. À, thì tất cả khi các bạn cài bao giờ phải có Database Engine. Cái thành phần thứ hai đây chính là SQL Server, thì nó như là một cái service, như là một cái service để cho phép khởi chạy, tạm dừng hay là tắt cái Database Engine đó, cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu đó. Tức là hai này nó độc lập với nhau nha. Thằng SQL Server thì nó chỉ làm việc nó kiểm soát cái thằng Database Engine hoạt động thôi. Ta muốn chạy thì nó sẽ có cái tính năng. Đấy, khi nào trong bài thực hành mình có thể kiểm tra, là mình sẽ coi một cái phần có cái phần chạy, dừng hay là tắt thông qua cái service ha, thông qua service này. Cái thành phần thứ ba nữa cũng rất là tiêu biểu, nó gọi là SQL Server Agent. Đó. Thì nó làm cái việc mà theo dõi hay thực thi theo lịch trình, theo nhiệm vụ, đúng ha. Đó. Thì cái thằng này nó cũng rất là quan trọng, thực hiện các sự kiện ha. Ví dụ như mình là cái nhà quản trị cơ sở dữ liệu ấy, thì mình muốn rằng là cứ đến 12 giờ thì cơ sở dữ liệu nó tự động nó backup và nó chép sang một cái máy chủ đặt ở nơi khác. Đó, cái nhiệm vụ đấy người ta có thể lập lịch cho nó được. Thì cái việc mà lập lịch cho nó để nó thực hiện ấy, thì cái quá trình mà thực thi theo lịch trình như vậy nó sẽ được thực hiện bởi cái thằng SQL Server Agent. Cái thành phần thứ tư chính là SQL Server Browser, thì nó thường được dùng để kết nối với các yêu cầu giữa bên ngoài hệ thống với lại cái hệ thống của SQL Server, cái hệ thống của hệ quản trị cơ sở dữ liệu này. SQL Server Full Text Search, cái thì được dùng để cho phép truy vấn thông tin dưới dạng Full Text ha, Full Text. Các cái thành phần còn lại như là VLS Writer ấy, thì để cho phép sao lưu phục hồi dữ liệu ha. Đó là cái quá trình mà hoạt động mà xảy ra sự cố đấy ha, sao lưu phục hồi thì nó dựa vào cái thằng VLS Writer. Thằng Analytics Service là cái dịch vụ nó cho phép phân tích khai thác dữ liệu ha, và nó tăng cường cái khả năng học máy cho máy chủ SQL. Đó. Cái thằng report, cái dịch vụ thứ 8 ấy là report services. Thì thằng này nó là cái dịch vụ để cung cấp các cái khả năng ra quyết định, hỗ trợ ra quyết định. Và nó tích hợp cả với lại Hadoop. Hadoop là một cái thuật ngữ. Cái này phải nói sơ để các bạn giới thiệu một chút thôi ha. Ngắn gọn mình có thể đi tìm Google. Thì trên thực tế những năm gần đây do internet nó phát triển, mạng xã hội phát triển, nhu cầu của con người cũng thay đổi không ngừng,
cho nên dữ liệu rất là đa dạng và cái lượng lớn dữ liệu luôn luôn được tạo ra bởi người dùng thông qua Internet, tạo ra và được lưu giữ bởi người dùng trên cái môi trường Internet ha. Và dữ liệu nó vừa xuất hiện ha, thay đổi với tần suất nhanh như thế, nó gọi là tốc độ nhanh ấy ha, với khối lượng lớn và phức tạp, mình gọi, người ta gọi là đa dạng, thì dữ liệu theo dạng như thế nó mới xuất hiện một cái khái niệm thuật ngữ mới trong những năm gần đây, người ta gọi là big data. Và thì đối với dữ liệu lớn ấy, thì người ta có nhiều cái giải pháp làm sao để lưu trữ, tại nó phức tạp ha, nó biến đổi tần suất, nó thay đổi cũng như là lưu trữ nhanh như vậy, phức tạp như vậy, thì phải làm sao để có những cái hệ thống để hỗ trợ cho xử lý tốc độ cao, đúng không? Cho nên là nó có trong cái tình huống như thế thì có một cái thuật ngữ mà nó liên quan đến big data trong chuyên ngành, người ta nói đến là Hadoop ha. Hadoop chính là một cái framework, nó cho phép phát triển các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà lưu trữ ở các nơi, lưu trữ phân tán ha. Đó, nhưng mà đã nói đến Hadoop thì nó phải khai thác ha, và sử dụng cái mô hình MapReduce. Đó, thì các bạn về các bạn sau cái bài học này, mình nếu mà mình quan tâm có thể mình Google Big Data để xem là cái gì, rồi Hadoop MapReduce. Đó. Thế thì cái dịch vụ mà Reebok Services nó có phép cho phép tích hợp với cả Hadoop ha, Hadoop. Cái thằng cuối cùng là Integration Service, thì nó cho phép mà thực hiện các cái lệnh ha, để tích hợp dữ liệu từ các cái nguồn khác nhau. Đó. Thì đây chính là cái mô hình, một cái mô hình về kiến trúc của SQL Server. Thì các bạn thấy rằng là thứ nhất ấy, một cái cơ sở dữ liệu trong SQL Server thì nó lưu trữ với hai phần. Cái phần thứ nhất nó gọi là dữ liệu, là data file, phần dữ liệu. Cơ sở dữ liệu phải lưu dữ liệu đúng không? Đấy. Thứ hai là phần thứ hai nó gọi là transaction, mà transaction log. Đó. Thế thì transaction log này là cái phần mà nó lưu những cái giao dịch. Các bạn thấy rằng là đối với một database, cái cơ sở dữ liệu thì có thể bằng này, nhưng mà cái file transaction log file ấy, ha, cái file mà lưu nhật ký ấy, thì thường có dung lượng rất lớn. Nếu như mình cái database đấy được lưu trữ qua thời gian dài, càng dài thì cái số lượng giao dịch, cái số lần giao dịch trên cơ sở dữ liệu càng lớn, đúng không? Mà càng lớn thì cái file nó càng dung lượng, nó càng khổng lồ ha. Đó. Thế thì mình thấy rằng cái mô hình của nó lưu trữ gồm có hai phần, nhớ nha, hai phần transaction log và data file. Thế thì quá trình mà tương tác với giao tiếp với bên ngoài thì bên ngoài có một cái, bên ngoài hệ thống của nó có một cái lệnh tương tác yêu cầu thực hiện cái hành vi để tác động đến dữ liệu. Thì cái hành vi đấy đầu tiên nó sẽ được đưa vào cái bộ phân tích lệnh command parser. Tại vì anh đưa lệnh vào thì trước khi thi hành nó phải phân tích xem cái lệnh này đúng hay sai. Đó. Và thành phần của anh là lệnh, nếu đúng thì là lệnh gì, đúng ha? Rồi lệnh đấy yêu cầu cái gì, tức là phân tích chia nhỏ công việc ra để nó biết đúng, nó xác định đúng mục tiêu, hợp lệ. Thứ nhất là mục tiêu yêu cầu đấy là hợp lệ, thứ hai là đúng đắn ha, và thực hiện trên những cái gì thì nó phân tích trước. Sau khi phân tích lại rồi ấy, thì nó tối ưu hóa cái lệnh đấy để làm sao chạy cho nó tốt nhất ha, và nó thực thi, tức là cái bộ mà query executor nó thực thi. Đó. Kết quả nó thực hiện xong thì nó sẽ trả ra cái nơi gọi ha. Thế còn cái phần mà lưu trữ ấy, phần lưu trữ này thì nó chia làm hai. Khi mà nạp lên thì nó xây dựng cái bộ nhớ tạm để nó nạp dữ liệu cho nhanh, đúng không? Còn cái phần dưới ấy, thì nó lưu trữ dữ liệu với lại các cái giao dịch ha. Đó. Thì mấy cái này mình dành cho mình đọc trong cái tài liệu mà thầy gửi ha. Đó. Thì cái phần cuối cùng ở đây thì mình làm quen, trong cái buổi đầu tiên thì mình nắm một số khái niệm và mình làm quen với cái giao diện của cái SS
MS ha, sau người ta viết tắt MS chính là Microsoft SQL, SQL Server, CS đầu tiên ấy. SQL Server ha, SS. M là Management, tức là cái quản lý đúng không? Studio, tức là nó xem như đây như là một cái phạm vi để cho phép làm việc. Nó gọi, nó dùng cái thuật ngữ studio là giống như vậy này, cung cấp các cái công cụ, những cái tính năng để cho phép anh làm việc, khai thác với cơ sở dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu. Người ta thường dùng cái từ là SSMS. Thế thì khi mà mình cài xong rồi thì muốn chạy thì mình gọi cái tên của cái trong cái menu ấy ha. Tên trong trường hợp này máy của thầy là SQL Server, cái tool này là tool 2018 nha các bạn. Thì mình sẽ mở, mình chọn. Thì khi mà gọi thi hành ấy, thì cái cửa sổ này nó gọi là splash screen này, nó chạy lên, chạy để nó khởi động, nó kết nối với database engine, rồi nó khởi động các cái thư viện để hỗ trợ cho quá trình quản lý, đúng không? Thì khi mà thi hành xong thì trên màn hình các bạn sẽ thấy, tức là nó kết nối và ổn định để cho làm việc, sẵn sàng làm việc, thì nó đưa ra một cái cửa sổ để xem các bạn muốn truy cập vào cái SSMS theo cái hình thức nào. Thì nó có hai hình thức, một là Windows Authentication, hình thức thứ hai là SQL Server Authentication. Tức là các bạn thấy rằng là mình làm việc với, mình chứng thực với cái quyền nào. Giống như mình về đến nhà thì cái giả sử như là về đến nhà thì mình chứng thực với cái quyền làm chủ, tức là mình có chìa khóa, mình đưa vào mình mở là mình vô được. Đó, thì cái thằng này nó cũng mang ý nghĩa là ná như vậy. Thì nó có 2 mode, đúng không? Tức là khi mà mình kết nối vào thì có 2 mode. Mode thầy vừa nói đấy, Windows Authentication, và cái mode thứ hai chính là SQL Server Authentication. Đây. Nếu như các bạn dùng cái kết nối vào bằng cái mode mà Windows Authentication ấy, thì không cần phải đăng nhập. Tức là nó mặc nhiên nó xem rằng là cái người làm chủ cái hệ điều hành của cái máy tính đó là có quyền cao nhất. Cho nên là nếu các bạn chọn là Windows Authentication này, thì mặc nhiên nó sẽ tự động lấy cái tài khoản của cái người dùng đang kiểm soát cái máy tính đó để nó tiến hành đăng nhập vào trong cái SQL. Trên hai cái mục này mình thấy nó mở, và cái mục mà username nó mặc nhiên là nó lấy tên của cái tài khoản người dùng trên cái hệ điều hành Windows của cái máy tính của mình tại thời điểm đó. Sau khi mà kết nối vào xong ấy, thì các bạn để ý kỹ ở trong đây có một cái cửa sổ là Object Explorer, đúng không? Ở cái dòng mà thầy đang đánh dấu màu đỏ là, thì các bạn sẽ thấy rằng nó thông báo cho mình biết là cái instance này, tức là khi lúc trong quá trình cài đặt ấy, mình cài đặt cái SQL Server cho một cái máy nào thì cái database engine của nó phải có tên gọi. Thì cái tên gọi đấy, cái tên như vậy nó gọi là một instance, một instance ha. Và trên máy của thầy lúc mà thầy cài cái SQL Server thì cái instance này được đặt tên là module group ha, thì nó thể hiện thông tin của instance này. Thứ hai là phiên bản của database engine ấy, ha. Và cái tài khoản đằng cái khúc tên đằng sau cùng ấy, nó chính là tài khoản đang dùng để kết nối vào SQL Server. Và đây trường hợp mà đăng nhập bằng theo cái quyền cái chế độ là chế độ xác thực ấy, là Windows Authentication. Đó. Cái đằng thứ hai ấy, chính là lần này tôi muốn chứng thực theo cái hình thức của Windows Authentication ấy, thì nó chỉ dùng được khi các bạn làm việc trực tiếp trên cái máy thôi. Tức là ví dụ như cái cơ sở dữ liệu của mình cài trên cái máy nằm ở công ty, thì trên máy chủ nằm ở công ty ha, thì mình muốn làm việc với SQL Server là mình phải đến cái máy đó, mình làm việc trực tiếp trên cái máy đó. Đó. Cái cách này nó không phù hợp với cái việc kết nối thông qua phần mềm ha, là từ hoặc kết nối từ xa, và nó không phù hợp. Ví dụ như phần mềm của mình trên thực tế bây giờ các cái phần mềm người ta tìm cách được chia tải ra, tức là cái thằng phần mềm chương trình chạy ấy, thì nằm nơi cơ sở dữ liệu, nằm ở nơi khác đó. Tức và cái việc kết nối như thế nó phải thực hiện thông qua network, thông qua mạng máy tính ha. Thì khi mà kết nối theo kiểu như thế thì cái hình thức chứng thực Windows Authentication nó không có giá trị, không thực hiện được, đúng không?
đó, nó sẽ bị hạn chế. Và thường thì các bạn sẽ dùng đến cái hình thức phổ biến trong trường hợp mà viết chương trình như vậy, ví dụ các ứng dụng web hay là các ứng dụng mà kết nối với cơ sở dữ liệu nằm ở bên ngoài hệ thống hiện tại, thì người ta sẽ sử dụng cái chế độ xác thực là SQL Server Authentication. Đó. Mà nếu mà kết nối bằng như vậy thì các bạn phải biết tạo login ha, tạo login, rồi các bạn phải nhớ mật khẩu để gõ vào. Thế thì mặc nhiên lần đầu tiên mới cài xong thì login name là cái gì? À, các bạn nhớ là khi mà các bạn cài SQL Server mà cái giai đoạn ở cái bước mà nó yêu cầu mình chọn cái chế độ mà xác thực khi mà đăng nhập vô ấy, là hôm trước ở trong cái video mà thầy hướng dẫn các bạn cài ấy, thì tại cái mục mà mình chọn mix mode tức là hai chọn hai chế độ pha trộn tùy theo nhu cầu, đúng không? Thì lúc đấy nó có bắt mình nhập mật khẩu. Đấy, nếu mình nhớ mình cài mình nhớ cái bước đấy có bắt mật khẩu. Thì cái mật khẩu đấy ấy, là mật khẩu để cho đăng nhập vào với chế độ SQL Server Authentication ở cái tài khoản mặc định có quyền tối cao trong hệ thống cơ sở dữ liệu của mình. Thì cái tài khoản mà có quyền tối cao ấy, nó có tên là System Administrator, nó là cái nhà quản trị hệ thống, nhà quản trị hệ thống là cao nhất. Thì nó dùng cái tên đấy, nó dài cho nó dùng tắt là chữ SA. Đấy, trên chỗ này mình lần đầu tiên mình nhập vô ấy, là mình đặt tên là SA, và dưới này là mình nhập mật khẩu ha, mật khẩu. Thì ở đây tôi nhập cái mật khẩu mà hôm trước cài đặt tôi đã gõ đấy ha, tôi đã gõ. Đó. Đây, chọn máy chủ. Đó, tức là bạn kết nối vào thì chỗ này nè, server name này, gõ. Tức là nếu như mình kết nối vào một cái máy chủ mà mình thuê ở bên Mỹ á, máy mình có internet, thì chỗ này mình chỉ cần gõ cái địa chỉ IP của cái máy chủ đó là nó vô, là nó sẽ kết nối đến. Dĩ nhiên máy mình phải được nối mạng, đúng không? Đó. Thế rồi tài khoản đây là SSH, và mật khẩu đây chính là cái mật khẩu mà lúc mình cài đặt mình chỉ ra. Thì lúc này mình thấy cũng cái giao diện nó cũng giống lúc nãy, đúng không? Cái vùng màu đỏ này nó chỉ khác biệt chỗ là hồi nãy là tên của cái tài khoản Windows thôi. Thì bây giờ đây là tài khoản này là tài khoản SA, tôi vừa đăng nhập bằng tài khoản SA mà. Đó. Như vậy là trước khi mà kết thúc ấy, thì cái phần bài học này các bạn lưu ý mình có mấy cái điểm. Thứ nhất là lịch sử SQL là cái gì, đúng không? Và tên đầy đủ đúng chính xác của SQL theo như ban đầu người ta dùng là cái cụm từ nào, đúng không? Rồi đại loại những cái lịch sử đấy để mình biết, đúng không? Thứ hai là mình phải nhớ về transact SQL là cái gì, và transact SQL thì nó khác với SQL ở chỗ nào, đúng không? Đó. Rồi cái transact SQL thì nó chia ra là mấy nhóm lệnh, đó, còn nhớ nhóm lệnh thì các bạn sẽ nhớ được và dễ dùng, dễ quản trị. Chia là 4 nhóm định nghĩa dữ liệu DDL, đúng không? Data Definition Language, nhóm thao tác dữ liệu DML, tức là Data Manipulation Language, nhóm điều khiển dữ liệu chính là Data Control Language, và cái nhóm kiểm soát giao dịch trên cái hệ thống đó ha, các cái giao tác trên hệ thống đó chính là Transaction Control Language. Đó, đây những cái điểm để mình nhớ ha. Và cái ý nữa là gì, cái SQL Server làm sản phẩm của ai và có những đặc điểm gì, những thông tin đấy để mình nhớ biết thôi ha. Và cuối cùng chính là gì, khi mà làm việc với SQL Server thông qua SQL Server Management Studio thì ha, mình luôn luôn có thể làm việc với hai cái chế độ chứng thực khác nhau. Một, nếu làm việc trực tiếp trên máy đó thì mình có thể dùng cái mode Windows Authentication. Còn khi mà làm việc kết nối từ bên ngoài vào, phần mềm của mình viết kết nối vào thì lúc đấy các bạn buộc phải dùng SQL Server Authentication ha. Thế còn việc mà tạo ra login để cấp quyền thì cái này phần mình sẽ hướng dẫn trên cái phần thực hành ha. Cái phần đấy không phải là lý thuyết chính thống thì mình sẽ tranh thủ mình hướng dẫn phần thực hành nha. Về tài liệu tham khảo ở đây thì thầy sẽ cung cấp cho các bạn 3 cuốn còn nước ngoài. Trên này thì viết có 2 thôi, nhưng mà thầy sẽ upload lên Google Drive
rồi thầy sẽ gửi cho các bạn 3-4 cuốn gì đó. Thì trong đây là những cuốn sách rất là nổi tiếng ha, rất là uy tín của các cái chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển SQL Server do Microsoft xây dựng ha. Thì một cái cuốn là cái nhà xuất bản Press do cái nhóm tác giả gồm có những người này, người ta viết về cái cách mà lập trình với ngôn ngữ TSQL đó, đối với phiên bản 2008. Và một cuốn của cái hãng mà viết sách rất là nổi tiếng cho lĩnh vực công nghệ thông tin là Oracle Media, viết năm 2012 ha. Người ta cũng giới thiệu về về lập trình đối với TSQL. Hoặc là các bạn có thể tìm hiểu nhanh thông qua các cái trường phái này, nó cũng đơn giản lắm các bạn, theo kiểu mà dạy theo ví dụ. Đây chính là thằng W3 School rất là nổi tiếng ha. Và cái thằng cuối cùng thì các bạn có thể xem những cái phần mà hướng dẫn lập trình của cái hãng Microsoft Tutorial for SQL Server, là những tài liệu chính. Và có trong số những tài liệu mà thầy sẽ gửi cho các bạn này, có một cái tài liệu nữa nói về High Available rất là quan trọng các bạn. Tức là trong những cái hệ thống quan trọng, người ta sợ rằng là đang hoạt động, đang chạy thì nó bị hư, bị phá, bị thiên tai hỏa hoạn. Cho nên là người ta cần luôn luôn, nó gọi là Always On, High Available. Có một cuốn nói về cái đó. Mà cuốn nói thì thường thì sau này các bạn là những chuyên gia làm việc thực tế trong công ty thì các bạn sẽ cần đến. Thế bài học của mình đến hôm nay là kết thúc ha. Chào các bạn.